Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Để trở lại cái video đăng bán ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của một con bò kèm Pháp cực kỳ là độ luôn. Đó, con này thuộc về ta hàng VIP nha. Đó, và một con bên đây thuộc về cái dòng anh gớt siêu cọp, cũng thuộc về hàng lớn tàn. Đó, thì bây giờ em sẽ cập nhật ngay vào liền hình ảnh của hai con bò này để cho bà con cô bác và quý anh chị chúng ta có thể tham khảo xem những cái hình ảnh để chúng ta giải trí và đưa ra những cái nhận định mình có nên mua hay là không. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy và gọi ngay cho em số điện thoại em để trong màn hình. Và bà con cô bác và quý anh chị nào mà cảm thấy mà thích cái chương trình của em hoặc là mến em thì có thể like như thế này ở dưới video để ủng hộ em, có thêm động lực làm nhiều cái video mới, cũng như là bà con cô bác anh chị chúng ta sẽ có được những cái video giải trí sau những cái giờ làm việc căng thẳng ha. Và để bà con cô bác anh đây chúng ta tham khảo giá bò hàng ngày, tham khảo những hình ảnh bò ha. Rồi thì bây giờ chúng ta đến với nội dung ngày hôm nay. Đây là những cái hình ảnh phải gọi là rất là đẹp của những con bò. Những cái góc cạnh có thể cho chúng ta thấy được tướng tá và hình ảnh của con bò. Cái dàn chân móng thì chê chỗ nào? Rúng của con bò này thì nó kéo dài từ vú lên dậu, lên dậu nha. Bò này thì hiện đang mang thai 5 tháng. Còn con này thì hiện đang mang thai gần đẻ. Móng cũng đẹp, chân trụ cũng đẹp, xoáy tích cũng đẹp, mặt mày cũng đẹp. Qua thì bự, xương chậu thì rộng, nói chung là hai con bò này xứng đáng đồng tiền nha, rất là lớn tàn. Đầu thì trụi, vai thì lực, chân móng thì khỏi bàn rồi, quá đẹp. Thì từ hồi nãy đến giờ thì Út cũng muốn để cho bà con, cô bác và quý anh chị thấy được những cái hình ảnh của hai con bò ở đây. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật sơ sơ về những cái thông tin cơ bản cho bà con, cô bác, anh chị chúng ta nắm bắt được ha. Con bò này thì cái chiều cao của nó là dao động tầm khoảng từ 1m45 trở lên ha. Con này thuộc về cái dòng Charolais ha, mẹ là mẹ Redman. Đó, cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể thấy ha, những con bò Redman thì nó đẻ con ra thì dàn xương sóc, chân móng cũng như là cái cấp mình rất ư là đẹp. Mình có thể thấy trực tiếp qua cái video là con này thuộc về con Charolais bông bướm nha. Chân móng sò, chân trụ cực kỳ là đặc biệt luôn, hai cái trụ trước rất là đẹp. Nó mang một cái dáng dốc lớn tàn của cái dòng Redman. Thì cô chú anh chị và các bạn biết rồi, Redman thì đẻ con cực kỳ là đẹp, nhưng mà con cái lứa đầu thì nó hơi lâu. Dạ alo em nghe hả? Cặp bò 36 triệu rồi sao còn nghe? Cặp bò 36 triệu khách bán rồi nha. Dạ, dạ. Bán nào sớm mình điện. Dạ dạ. Mình thông cảm, mình đợi dịp sau nha. Dạ. Đây quý cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ha. Trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một con bò phải gọi là với một cái dốc dáng khá là to. Đây, đòn thì dài phải gọi là cực kỳ. Khi mà em để cái bàn tay ở đây thì bà con cô bác anh chị biết là cái tầm vai của em thì chỉ ngang đây thôi ha. Tầm vai của em, cái vai em đứng thì tầm khoảng ngang đây thôi. Để em nhờ anh chủ nhà. Anh ơi. Anh ơi. Em nhờ anh cái ơi. Để em nhờ anh chủ nhà. Em nhờ anh chủ nhà anh lại cái, anh cầm cái máy quay
Rồi em sẽ đi lại gần bò để cho bà con cô bác quý anh chị chúng ta thấy được toàn thể về cái dốc dáng của những con bò đây. Nói chung là nó khá là to. Anh lên đây em mượn cái em, anh cầm cái máy quay giùm em cái, em lại em cho khách hàng ta coi thử cái con bò này chiều cao tầm nào. Ok ok, quá đẹp quá đẹp. Ơi đứng im đứng im đứng im. Đứng im cho tôi mượn cái coi. Rồi lụm. Rồi. Làm thâm luôn. Nè, anh cầm ha. Đứng giật cao á. Ờ này. Lại gần bò. Người đẹp cho mượn cái nha. Chụp tấm hình đây. Lại coi. Mượn chụp tấm hình cô chú anh chị bạn thấy không? Nói chung là cái chiều cao của con bò so với em thì đây cực kỳ, nó cao dã man. Nói chung là cái chiều cao của nó tầm khoảng em đón nha, khoảng 1,5 m có hơn. Để em lấy cái thước chuyên dùng ra em đo thử. Này phải phải gọi là cái thước này là cái thước chuyên dùng để đo những con bò. Đúng là nó rất là to đúng không? Con này thuộc về tầm đại rồi. Nó thuộc về hàng VIP ha. Những con bò này thì bà con cô bác và quý anh chị chúng ta có thể thấy con này chiều cao 1 m đó. Chiều cao nó là 1 m 50, 1 m 50 của chú anh chị và các bạn. Và cái con đứng kế bên đây là anh sẽ tới đây chút xíu em. Con này thì nó đẻ hai con rồi đúng không anh? Đẻ hai lứa và lứa đang mang thai là lứa thứ ba. Và con này thuộc về cái dòng cực kỳ là mát sữa. Con này là nó sắp đẻ, nó căng sữa dữ lắm rồi cô chú anh chị và bạn. Con này là chiều cao nó đứng nghe mượn cái chờ làm cái gì ta. Đó. Bò này nó ngộ ha. Đứng em đi nè, nó này. Đó, bình thường đó. Con này chiều cao nó khoảng 1,39 m đó cô chú anh chị các bạn. À. Rồi thì nãy đến giờ thì cũng nhờ anh chủ nhà anh thực hiện dùm một cái đoạn phim đo chiều cao kích thước của hai con bò ở đây. Nói chung là bò này thuộc về bò tầm lớn nha, tầm đại ha. Nên cái giá trị cũng nó hơi cao. Con này thì tơ hiện đang mang thai lứa đầu. Chưa có bẻ một cái răng nào hết mà nó bự tầm này rồi. Nó giống như là em bé luôn. Đó, bà con cô bác anh chị. Con này hiện đang có giá bán là tròn 50 triệu. 50 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Tơ nó thuộc về dạng VIP rồi. Rất là lớn tàn. Và kế bên đây là con Angus siêu cọp. Ha. Con này thì cũng là bò lớn tàn. Ha. Chân móng rất là đẹp ha. Con này thì rúng này. Đó, vú là đang căng sữa nha. Đang căng sữa chuẩn bị đẻ luôn. Con này khoảng gần nó này là gần 9 tháng ha anh. Con này gần 9 tháng thai. Còn con này thì 5 tháng. Bà con cô bác và quý anh chị nếu mà cả tháng rồi. Hả? 6 tháng rồi. Gần 6 tháng hả? 6 tháng rồi. À. Đó thì bà con cô bác và quý anh chị nào cảm thấy thích muốn mua. Con này nó là gần 6 tháng rồi nha, hơn 5 tháng gần 6 tháng rồi. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua những bò đây thì liên hệ ngay và liền với em để chúng ta có thể chốt được những bò này. Mua về nuôi phát triển kinh tế, mình nhìn thấy cái vàng lông da của nó đã không? Nó bóng mượt cực kỳ là đẹp luôn của chú anh chị các bạn. Coi cái đuôi của nó nè. Rất đẹp nha. Rúng của nó là rúng chiền. Đó, hai con này. Thì nói chung là thuộc về bò lớn tàn nha. Bà con cô bác nào thích nuôi những con bò bự này thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được những bò này mua về nuôi phát triển kinh tế. Và cái giá của con này là đang có giá là 42 triệu. Bao chữa là gần đẻ rồi. Nè, xuống vú nè của chú anh chị các bạn cũng có thể thấy ha. Xuống vú gần đẻ rồi. Con này là giá 42 triệu ha. Đây bà con cô bác và quý anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay với em. Còn con này là chưa đẻ lứa nào, nó bự ghê gớm luôn. Con này giá 50 triệu tròn luôn ha. Rồi thì bây giờ em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đã và đang xem cái chương trình của em. Thân ái kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Nếu mà cảm thấy mến em hoặc là thích cái chương trình của em thì đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em nha. Và bây giờ em xin kính chào và hẹn lại quý chú anh chị và các bạn.